Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thành trì bê tông mác cao của Thủ tướng Chính phủ cứng thế nào, chấp Đinh Văn Nơi húc đầu vào hay không. Như tờ Thể báo .de đã nói về những sợi dây liên hệ của Thủ tướng Chính phủ với địa phương và Trung ương trong hồ sơ mật trước đây. Bây giờ, nhân dịp ông Đinh Văn Nơi được điều ra Quảng Ninh đánh án, Thời báo .de sẽ phân tích thêm những tình tiết mới, xem khả năng ông Đinh Văn Nơi có làm được gì ông Thủ tướng Chính phủ hay không. Hiện nay có nhiều đầu mối liên quan đến ông cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 đang được công an khai thác. Trong đó có một vụ là chính Bộ Công an thụ lý và Công an Quảng Ninh đóng vai trò hỗ trợ, đó là vụ công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đấu giá vật tư y tế tại Bệnh viện Nhi Quảng Ninh vào năm 2012 và vụ án Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay. Hiện tại còn nhiều đầu mối liên quan đến ông cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 được Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Lê Minh Khái nắm rõ. Tuy nhiên, khi ông Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng, ông Chính đã kéo Lê Minh Khái về làm phó cho mình. Mục đích là để cho đóng băng những gì mà Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ trước đã nắm được. Lẽ ra nếu ông Trọng kéo ông Lê Minh Khái về Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở Đại hội 13, thì giờ đây những sai phạm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 đã nằm trong tay ông Tổng. Dù vậy, ông Tổng đã không làm được điều đó, mặc dù là ông Tổng đang rất mạnh. Việc ông Tổng không kéo được Lê Minh Khái về ban bí thư của ông cũng có nguyên nhân của nó. Bởi ông Khái đã trưởng thành từ nhóm lợi ích miền Nam, có quen biết với ông Ba Dũng, thấy ông Dũng làm thủ tướng. Mặc dù nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Minh Khái vừa là Tổng Thanh tra Chính phủ, vừa có chân trong ban bí thư của ông Tổng, nhưng đến Đại hội 13, ông Lê Minh Khái chọn về dưới trướng của Phạm Minh Chính thay vì ở lại ban bí thư phụ tá tiếp cho ông Tổng. Việc ông Khái về làm phó trong thủ tướng cũng là cách ông Chính thừa hưởng được mối quan hệ từ thời ông Dũng để lại. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Như vậy, ông Lê Minh Khái về làm phó cho ông Phạm Minh Chính khiến ông Chính có thêm một thành trì vững chắc. Những gì liên quan đến sai phạm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 đã được ông Khái cho vào hộp đóng kín, thì giờ đây ông Trọng muốn khui ra lại phải bắt đầu từ con số 0. Ông Nguyễn Phú Trọng có đến hai công cụ để khui ra những gì liên quan đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015, đó là Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bộ Công an thì có Tô Lâm, là như mọi người đã biết, ông Tô Lâm đã điều một dũng tướng làm cho ngành công an là Đinh Văn Nơi về phụ trách ở Quảng Ninh. Riêng ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lại là người đang hợp tác với ông Thủ tướng Chính phủ để liên minh tạo ra thế lực Hà Tĩnh Thanh Hóa để nâng đỡ nhiều quân chức của hai địa phương này về Trung ương. Như vậy, ông Trần Cẩm Tú có thể nhiệt tình cho ông Tổng điều tra những cá nhân nào khác, nhưng ông sẽ không nhiệt tình trong nhiệm vụ điều tra ông Thủ tướng thời làm bí thư tỉnh ủy tại Quảng Ninh. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi, đây là hình ảnh của ông. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ tài liệu mật, con số mà ông Chính lấy từ các doanh nghiệp nằm ở con số trung bình khoảng 30%. Có người thì cho rằng kể từ khi lên làm Thủ tướng, ông Chính không gặp gỡ doanh nghiệp tràn lan, nhưng bởi ông có sự lựa chọn. Đây là những đầu mối quan trọng để ông Đinh Văn Nơi khai thác tiếp tục. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính rời ghế bí thư tỉnh đến nay đã 7 năm, thời gian khá lâu nên manh mối cũng phai đi rất nhiều. Đấy là cái khó cho ông Đinh Văn Nơi. Nếu muốn có những thông tin hữu ích thì ông Nơi cần tìm ông Lê Minh Khái hỗ trợ. Tuy nhiên, việc này liên hệ với ông Lê Minh Khái để được hỗ trợ thì xem như bất khả thi. Thành trì của ông Thủ dựng lên đang hết sức vững chắc, vững như bê tông mác cao vậy. Và câu hỏi là liệu ông Đinh Văn Nơi có dám húc đầu vào hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Già gân, Tổng đang gần, bao giờ ông đứt gần? Còn chưa đầy tháng nữa là đến hội nghị Trung ương lần thứ 6,
ông Trọng đã thổi lò bùng cháy mạnh lên, cho thấy tuy ông già nhưng cũng còn rất gần. Hiện nay đang có 5 vụ án lớn cần ông Tô Lâm giải quyết, đó là vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án Trịnh Văn Quyết, vụ án Tân Hoàn Minh và vụ án liên quan đến sai phạm của ông Phùng Xuân Nhạ. Vụ án nào cũng to lớn. Cũng đang có thông tin sắp tới sẽ xử lý hai ông ủy viên Bộ Chính trị, và người dân cũng đang chờ xem ông Trọng sẽ xử lý tới đâu. Cho tới nay chưa có ai làm được gì ông Tổng Trọng ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng cả. Vụ ngã bệnh đột ngột của ông Trọng tại Kiên Giang vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 giờ đây vẫn còn là một câu hỏi rất lớn, liệu rằng đó là đột quỵ tự nhiên hay đột quỵ nhân tạo. Đây là hình ảnh từ khi bị đứt gân ở Kiên Giang, ông Tổng dường như đã sợ vùng đất này. Vấn đề khó hiểu là cho đến nay hơn 3 năm nhưng ông Tổng vẫn không chịu bước chân về miền Tây Nam Bộ một lần nữa. Chính vì thế mà ông Tổng không thể nào xua tan được mối nghi ngờ của người dân đối với nguyên nhân ngã bệnh của ông khi đó. Thời điểm ông Tổng về Kiên Giang, ông đang ở thế rất mạnh. Có thể nói là cái lò ông cháy hừng hực, làm nhiều người nghĩ rằng ông là một ông già gân thực sự, thích thì làm, không ngán thế lực nào. Tuy nhiên, chính vì cú ngã bệnh đấy làm cho một số người cho rằng cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đã cắt gân ông già gân. Chuyện đấu đá chính trị mà nhận xét theo cách của người miền Nam là thấy vậy nhưng không phải vậy. Có thể trông như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật chất bên trong là đấu nhau đến sống còn. Trước khi ông Đinh Thế Huynh bị bệnh lạ thì không ai nghĩ ông Tổng và ông Huynh có vấn đề gì cả. Không biết khi ông Tổng đến Kiên Giang ngày đấy, ông Tổng bị cắt gân hay ông vô tình bị đứt gân. Tuy nhiên khi gân chân ông Tổng được chữa lành thì ông Tổng cứ như là chim sợ ná, không dám bén mảng đến vùng đất dữ miền Tây Nam Bộ nữa. Đây là hình ảnh trước ông Tổng ai cũng khum núm. Hiện nay người ta thấy sức mạnh của ông Tổng như không có đối thủ. Tới hai chân trụ chủ tịch nước và thủ tướng mà ông còn muốn đắn gần thì không biết ai có thể đắn công ông. Đối với xã hội, ông Tổng được lòng người dân vì ông lập ra cái lò mà đốt hàng loạt quan tham. Dù cho đó đốt thanh trừng thì người dân cũng thấy vui vì họ cảm thấy đã có quan chức bị trừng phạt. Mặc dù không lấy lại được những tài sản tham ô ấy để trả lại tiền cho họ. Thanh trừng của ông Trọng đang gây chủ thúc oán rất nhiều, nhưng vì trong số những người bị ông cho vào tù ấy, không ai đủ tầm để có thể làm gì được ông. Tuy nhiên, trước thềm hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới, ông Trọng cũng đang tấn công mạnh vào những sai phạm của ông Chủ tịch nước và ông Thủ tướng. Tuy những người này dưới cơ ông, nhưng họ không phải là những người dễ để ông bắt nạt như Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh. Vì đến thời kỳ hội nghị Trung ương 6, người ta chờ đợi những người này có thể cắt gần ông để bảo vệ cho chính họ. Chuyện âm mưu lật ông Trọng khỏi chiếc ghế đã banh nha có từ trước hội nghị Trung ương 5. Tuy nhiên qua hội nghị đấy không ai làm được gì, và cho đến nay những người đấy vẫn chưa từ bỏ tham vọng muốn chiếc ghế quyền lực nhất trong đảng phải bỏ trống. Đây là hình ảnh liệu ông Tổng có còn ngồi lại chiếc ghế sau hội nghị Trung ương 6 hay không. Vừa qua, quyết định 80 của Trung ương Đảng đã khẳng định quyền lực của Bộ Chính trị, mà trong Bộ Chính trị hiện nay, tiếng nói của cánh ông Trọng đang là mạnh nhất. Điều này có nghĩa là ông Trọng đang rất sợ quyền lực số đông của ủy viên Trung ương Đảng. Trong Trung ương Đảng, số người bị ông Trọng xử lý rất nhiều. Nói theo ngôn ngữ bình dân là ông Trọng gây thù chuốc oán với thành phần ủy viên Trung ương Đảng quá nhiều, nên ông ngại. Tuy vậy, nói đến Bộ Chính trị thì ông cũng gây thù chuốc oán không ít. Vậy thì kỳ hội nghị Trung ương 6 sắp tới đây, ông Trọng có bị nắn gân hay không thì chúng ta sẽ cùng quan sát để biết thực tế ra sao.